Tòa án Nhân dân TP HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo là thành viên của tổ chức phản động Liên minh Dân tộc Việt Nam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Các bị cáo gồm Lưu Văn Vịnh sinh năm 1967, Nguyễn Quốc Hoàng sinh năm 1977, Nguyễn Văn Đức Độ sinh năm 1975 cùng ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Phan Trung sinh năm 1976 quê Lâm Đồng và Từ Công Nghĩa sinh năm 1993 dân tộc Chăm quê Ninh Thuận đã có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Trong đó, Lưu Văn Vịnh với vai trò cầm đầu đã thành lập trái phép tổ chức Liên minh Dân tộc Việt Nam, đề ra mục tiêu đường lối hoạt động của tổ chức. Hoạt động phạm tội của các bị cáo có tổ chức lôi kéo lực lượng hình thành tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Ngày 6 tháng 11 năm 2016, các đối tượng bị công an bắt quả tang khi đang chuẩn bị lễ ra mắt tổ chức trái phép tại một nhà thờ ở quận Tân Bình.